Việc thất lạc hành lý hoặc bị bỏ quên là một vấn đề có thể xảy ra với bất kỳ hành khách nào đi du lịch, nhưng việc lấy lại đồ đạc lại không hề dễ dàng. Theo quy định an ninh, hành lý không thể di chuyển bằng máy bay nếu không có người chịu trách nhiệm về hành lý đó trên khoang máy bay. Chẳng hạn như bà Zuzana Svobodova đã gặp sự cố trong kỳ nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ của mình. Bà đã lấy nhầm hành lý tại khu vực để vali trước khi khởi hành và chỉ phát hiện ra khi đã ở sân bay Brno. Bà chia sẻ rằng đại diện văn phòng du lịch cho biết có thể một người đi du lịch đến Brno đã lấy nhầm vali. Vì vali màu đen có ở khắp mọi nơi nên bà không phải lo lắng, họ sẽ đi kiểm tra vali. Nhưng sau đó một số khách người Na Uy đã gọi cho bà và nói rằng ông đang giữ hành lý của bà ở khách sạn, tức là chiếc vali của Na Uy được đưa đến Brno, nhưng nhờ sân bay ở đó, hành lý đã được đưa đến Oslo, trong khi chiếc vali của Séc vẫn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Văn phòng du lịch đã đưa cho bà Svobodova hai giải pháp. Một là bà trả tiền vé đến Antalya một lần nữa, lấy vali và bay về Cộng hòa Séc, hoặc vali của bà sẽ được vận chuyển bằng dịch vụ vận tải nào đó. Nhưng cả hai cách đều tốn rất nhiều tiền. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội các văn phòng du lịch Jan Papec, trong vụ cháy năm ngoái ở Rostad đã khiến hàng chục hành lý bị thất lạc, có thể bố trí một số cơ chế đặc biệt, nhưng trong những trường hợp bình thường hành lý không thể di chuyển nếu không có khách hàng đi cùng. Theo Hiệp hội, nếu du khách gặp vấn đề về vali, nên tự chi trả chi phí vận chuyển, tương tự như các văn phòng du lịch phải tự chi trả trong trường hợp khẩn cấp. Bà Svobodova cho đến nay đã nhờ mọi người giúp đỡ trên mạng xã hội. Bà tin rằng sẽ có người mang giúp vali của bà sang Séc.